trận đấu hôm nay giữa anh đeo kính và cô gái bắt đầu. Anh đeo kính lấy ra vũ khí bí mật cho trận đấu này. Chỉ với một pha đánh, anh đeo kính đã ăn được bi số 5. Thấy tình hình không ổn, cô gái liền gọi điện thoại cho người thân. Em gái đã đến trợ giúp. Anh đeo kính biểu diễn tung hứng 2 lần. Rồi thực hiện cú đánh, đưa bi số 3 vào lỗ, rồi quay lại gạt nhẹ bi 7. Thêm một bi 2, rồi anh che tầm nhìn của cô gái thả bi 1 vào lỗ. Một pha xử lý kỹ thuật giúp bi 6 vào lỗ. Anh đeo kính thể hiện kỹ thuật trước khi thực hiện cú đánh cuối. Anh đeo kính úp thẳng bi 8 xuống lỗ.